Thứ hai là chat chít, cứ ngồi chat chít và người nào làm xong việc cái là cắm đầu cắm cổ và chat chít. Bây giờ con làm nghiêm, lên mặt ra ngoài, lại được chậm đi. Đây, làm xuống gáy, nhớ dài cái cổ đi. Quay sang đây. Cái gì em làm nó kêu không? Có bệnh đâu mà kêu. Nghiến răng không đâu kêu. Bệnh đâu, con này không có bệnh. Nghiến răng nghiến lợi không đâu kêu. Đau chịu nình thôi, không để chồng biết. Có bệnh thì nó khác luôn. Tiên ông ạ, còn có bệnh đấy tiên ông ạ. Cái bước xuống cổ thì hơi tí thì cảm thôi. Tiên ông cho con bài trẻ mãi không già. Đấy, bài ý là phải học tiền. Đấy, con sẽ đến học. Học cái đấy là người ta mục đích học để sống đâu, mạnh khỏe không bị tật. Chính xác. Bây giờ sao giờ các bạn? 15 phút rồi.